nó mang hạt mít đi luôn này. Đi vào chuồng luôn này. À, nó lấy ra hột mít à. Sóc đang ngậm hột mít. Ăn bữa tối của sóc. Tối của chú sóc ngậm hạt mít. Hai con đang chơi với nhau. À, cầm hạt mít hả? Cái này là chế mít. Đấy, sóc thành chế mít á. Sóc đang nhìn cái gì đây? Nhảy lên cầu thang tầng 2. Chưa chồng.